Hello, chào Dragon. Hôm nay thì anh Hà tiếp tục sẽ chia sẻ cho mọi người về cái kiến thức về ngữ pháp nhé. Trong chuỗi series giảng ngữ pháp tiến hành cơ bản ha. Cái ngữ pháp thứ nhất á, với lại ngữ pháp thứ hai. Ta có ngữ pháp thứ nhất đó là động tính từ cộng to ra cù dù và ngữ pháp động từ cộng u đeo cua ha tà ha. Động tính từ thì có thể cộng với to ra cù dù. Ngoài ra thì động từ sẽ cộng với u đeo cua ha tà ha. Và nghĩa của nó là định làm điều gì đó đối với cái cấu trúc thứ hai và cấu trúc thứ nhất, và hồi tưởng lại trong quá khứ sau khi mình làm một cái việc gì đó rồi mình sẽ cảm thấy nó như thế nào đó ha. Rồi, để hồi tưởng lại một cái sự việc hoặc là những cái hành động sự việc mà đã nói trực tiếp nghe thấy hoặc là mình cảm nhận được á, thì tùy vào câu văn có thể dịch là tôi thấy là hoặc là đấy. Ví dụ, thử đi du lịch ở Pháp mới biết đó có nhiều cảnh đẹp. Phượng đăng sư e giờ hèn hebunica, thì cấu trúc này là ao mô tả là thử, somnica là làm một cái gì đó rồi mình cảm thấy, mình nhìn thấy được, mình nhận cảm nhận được ha. Phượng đăng sư e giờ hèn hebunica, y cô xe, y là này mà cốt là cái nơi này. Y cô xe arum ta un phung kyeong ở đây là phong cảnh ha. Người ta đang dùng tính từ này, cộng với union, cộng danh từ này. Cái danh từ này nó như thế nào? Danh từ này đẹp, phong cảnh đẹp ha. Phong cảnh đây là đẹp. Manta đây là nhiều. Cộng với to đa cồ dồ là gì? Là cảm tưởng lại, có nghĩa là sau khi mình thử đi du lịch ở Pháp rồi mình mới hồi tưởng lại cái sự việc hành động mà mình đã làm á, cái sự việc hành động mình đã làm thì mình mới cảm nhận được là gì? À, phong cảnh ở đó thật sự có rất là nhiều cái phong cảnh cảnh đẹp. Ăn kim chi rồi mới thấy là sự thật là nó rất là cay. Rồi, kim chi rồi mọc cả. Sau khi ăn xong kim chi thì trong mai mẹp to ra của yêu. Trong mai là thực sự ha. Đây là có từ nên nó đứng trước động tính từ. Thực sự mẹp to ra của yêu. Mẹp ở đây là gì? Cay, to ra của yêu là cảm tưởng ở thì hồ quá khứ hồi tưởng lại ha. Thì quá khứ là gì? Ăn kim chi rồi mình mới biết là nó cay. Rồi, cái thứ hai là cũng có thể sử dụng ở chủ ngữ ở ngôi thứ nhất khi cấu trúc này diễn tả tâm trạng, cảm xúc hoặc là cảm giác của con người. Dian 씨가 아버지 영화를 보니까 정말 슬퍼하더라고요. Thì cái cấu trúc này là gì? Khi mà sử dụng diễn tả tâm trạng hoặc là cảm giác của con người á, thì mình có thể kết thúc bằng cái đuôi của nó là gì? Tính từ là một. Nhưng mà với cái ngôi thứ ba khi mà sử dụng cái hình thức là a o ha ta cộng với to ra của dúa thì mình sẽ diễn tả cái ý nghĩa là gì, thể hiện cái cảm xúc hoặc là cảm giác của con người. Rihansika là Lan Sika, có phải là bạn Lan chưa? Apochi là bố mà Yon Hoa là phim. Punika là gì? Sau khi xem bộ phim bố ơi á, bố bộ phim bố tên bố hoặc bộ phim tên bố thì xong mai ở đây là tính phó từ nè. Thật sự là gì ạ? Sunpo hatora goyo. Sunpo là gì? Buồn. Thật sự rất là buồn. Và cộng với tora koyo ở đây là gì ạ? Tora koyo là cái cấu trúc thể hiện cái ý nghĩa là hồi tưởng lại và thể hiện cái tâm trạng, cảm xúc của cái người, con người, cảm giác của con người sau khi mà làm một cái việc gì đó rồi mình mới cảm nhận được. Thì ở đây là gì? Sau khi xem cái bộ phim của tên bố thì thực sự nó rất là buồn ha, và cảm tưởng là thực sự nó rất là buồn. Thò ra của yêu. Rồi, vì cấu trúc này diễn tả điều mà người nói trực tiếp thấy hoặc là chứng kiến nên chủ ngữ không thể là người nói. Có nghĩa là bản thân mình nhìn thấy một cái sự vật, sự việc gì đó, một cái hành động gì đó rồi mình mới thấy, nên dẫn đến chủ ngữ nó không thể là chủ ngữ là tôi được, tức là không dùng chủ ngữ ngôi thứ nhất, được chưa? Đã đến Hangguke Castle là gì? Tôi đã đi đến Hàn Quốc, thì cũng không thể nói là nà nên Hàn Quốc kê cắt to ra của dồ, thì không thể dùng cái cấu trúc đó được, được chưa? Nên là cái chữ cắt sờ dồ này là gì? Không thể bản thân mình cảm tưởng chính bản thân mình được. Và cấu trúc này diễn tả những cái điều mà người nói chứng kiến biết lần đầu chứ không phải là biết trước đó, là có nghĩa mình mới vừa chứng kiến một cái sự vật sự việc gì đó vào lần đầu tiên, trước đó là mình hoàn toàn không biết gì cả ha. Thì ở đây có ví dụ nè. Chê vợ tung sen nghi à chú dẹp bờ. Thì cái gì? Em gái của tôi thật sự rất là xinh đẹp.
Vậy chỗ này là em gái của mình thì lúc nào nó chả sống cùng với mình đúng không nào? Đấy, khi nó sống với mình thì lúc nào mình chả biết là nó xinh đẹp. Mà ở đây là gì? Đây là những cái sự việc gì đó mà diễn tả cái điều của người nói chứng kiến vào lần đầu tiên, chứ không phải là biết trước đó rồi, được chưa? Trước đó mình biết nó xinh đẹp rồi chứ, mình ở cùng với nó mà sao mình không biết nó xinh đẹp đúng không ạ? Vì vậy nên không có dùng cái chữ to ra của dồ này cho cái cấu trúc đó ha. Cấu trúc là mình biết một cái sự bậc sự việc nào đó trước kia. Rồi, bây giờ đây là bài tập của cái hai cấu trúc là tôi đã gọi rồi trước cho mọi người nhé. Phần này thì mọi người nhớ dừng lại và làm ha. Phần này thì nhớ dừng lại và làm nhé. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Tiếp theo chúng ta học sang cái cấu trúc thứ hai là gì? Ngữ pháp động từ mà cộng với udo của ta. Nhớ chú ý là hồi nãy to ra của you là phải có cả động từ có cả tính từ luôn. Còn cái cấu trúc này là gì? Là chỉ có động từ cộng với udo của ta thôi. Và khi chúng ta thấy cái cấu trúc mà mở đóng ngoặc udo của ta là phải yêu cầu cái người dùng phải phân biệt giữa phụ âm và nguyên âm. Phụ âm là cộng udo của ta, nguyên âm là cộng udo của ta, được chưa? Rồi, vào cách dùng nè. Nó sẽ được gắn vào sau động từ và thể hiện ý đồ hành vi, thể hiện một cái dự định hay là một cái kế hoạch nào đó. Tương đương nghĩa trong tiếng Việt có nghĩa là định làm hoặc là muốn làm cái gì đó. Ví dụ, tôi định sau khi tan học sẽ đi ăn cùng với Lan. Cho nên, suốt đi kinh na miên. À, kinh na tại đây là kết thúc hoặc là hoàn thành cái việc học, cái lớp học, cái tiết học. Thì, nan si quá là bạn Lan ha. Lan thì đáng lý là chỗ này chữ L cũng được ha. Lan xì quá hăm ghê bò cứ đồ quà mẹ ta và kết thúc bằng gì một tài là phụ âm nên cộng udo của hai tài là một udo của mẹ ta và cấu trúc udo của hai tài đây có nghĩa là gì định tôi thì định ăn cùng với bạn Lan sau khi kết thúc tiết học ha. Tiếp cách chia nè nếu như mà động từ có bắt chim hay còn gọi là gì có phụ âm động từ có phụ âm thì mình sẽ cộng với gì udo kuhata động từ có phát sim có phụ âm thì mình cộng với udo kuhata ví dụ tôi định ăn bánh mì cho nên tăng một udo kuhio cho nên tăng một udo kuhio tôi định ăn bánh mì thì kết thúc bằng phụ âm thì cộng udo kuhata này phát sim hay còn gọi là phụ âm đó cái thứ hai là gì động từ không phát sim thì cộng với udo kuhata ví dụ tôi định đi gặp hương hương si đưa mạnh na đâu kuhio hương gì rồi mạnh na đây là gì gặp và kết thúc bằng a là nguyên âm nên chúng ta chỉ cần cộng với reo cu hoa tà thôi hương gì rồi mạnh na reo quẹo tôi định gặp bạn bạn hương chú ý là ở đây là động từ nè tân ngữ thì người ta dùng ư đưa nè à, động từ nè à, cấu trúc của kết thúc ở cuối câu là gì định nếu như mà dạng phủ định sẽ được kết hợp với cái gốc động từ trước khi kết hợp với udoku. Có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta có cái cấu trúc phủ định là gì? An cộng với động tính từ trước. Hoặc là gì? Động tính từ cộng với chi anda. Rồi chúng ta mới được cộng với cái cấu trúc là udokuhata này để kết hợp được dùng. À, trường hợp thứ hai. Dạng quá khứ thì không gắn vào động từ mà kết hợp với cái động từ ha tà. Có nghĩa khi chia quá khứ thì mình chia ở đuôi câu ha tà này nè. Đó, trong đuôi câu. Rồi, mẫu câu này thì chủ yếu dùng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai thôi. À, là tôi với lại là bạn cậu thôi. Đây là bài tập áp dụng dành cho mọi người ha.
Xem nào, dừng lại và mọi người dừng lại và nhớ tự làm bài tập nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bài hôm nay thì anh Hai chỉ chia sẻ hai cái cấu trúc đơn giản thôi, tại vì kia về chia sẻ về ngữ pháp á, là nó có khá nhiều và nó yêu cầu người học phải nhớ và biết cách sử dụng. Nên từng ngày thì anh Hai chỉ chia tầm 2 đến 3 cái cấu trúc thôi ha. Cấu trúc nào mà nhỏ chút chút mà dễ dùng á thì anh Hai sẽ chia thành 3 cấu trúc một bài giảng. Còn nếu mà khó hơn một chút xíu thì anh Hai sẽ làm hai cái cấu trúc một bài giảng để cho mọi người có thể tiếp thu được ha. Tại vì cấu trúc thì nó khác, cái từ vựng là mình học từ vựng thì mình thuộc mình nhớ, còn cấu trúc là phải biết cách áp dụng này, rồi còn kết hợp từ vựng vào nữa. Nên là nó yêu cầu của người dùng là gì, sau khi chúng ta học những cái từ vựng mà mình đã học rồi, muốn dùng được từ vựng thì phải lấy từ vựng đó áp dụng đưa vào cấu trúc. Mình phải lọc ra những cái từ nào là động từ này, những cái nào là tính từ này, rồi bắt đầu chúng ta cái cấu trúc nào được cộng với động từ thì lấy cái động từ đó kết hợp với cái cấu trúc đó là được, được chưa? Sau đó mình làm thành một cái câu hoàn chỉnh như bình thường thôi. Thì cái câu ở trên thì Anh Ha này có làm ra cả cái chủ ngữ rồi động từ tân ngữ rồi đó, thì mọi người có thể làm một ví dụ y chang trong đầu, mình có thể suy nghĩ một cái ví dụ, à tôi định đi ăn cơm, tôi định đi uống nước, tôi định đi bán bánh mì, tôi định đi dạy học, tôi định, ôi quá trời những cái ví dụ mà chúng ta nếu muốn làm, được chưa? Nên là cố gắng lên ha. Biết là ngữ pháp khó nhưng mà nếu như mọi người không cố gắng thì không ai học giùm mình được hết á. Nên là anh ta chỉ có thể là gì, cho mọi người cái cần câu thôi, còn cái việc câu được con cá hay không là mọi người là người quyết định nhá. Anh Hà chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Nếu như mà thấy video của anh Hà hữu ích thì hy vọng là mọi người hãy bấm vào link đăng ký ủng hộ cho anh Hà nha.